Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 362 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi diễn biến của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, huyết tổ cảm thấy lực lượng trong cơ thể liên tục bị xói mòn. Giang Nam ở trong người huyết tổ dùng đại đạo tịch diệt, luyện hóa lực lượng chảy ngược về bản thân hắn, tăng thêm gánh nặng cho huyết tổ. Người ta không làm gì được huyết tổ, bởi lực lượng của huyết tổ là đạo siêu bẩn, tất cả đều dơ bẩn. Nhưng Giang Nam đi qua thời đại huyết tộc, nghiên cứu sâu sắc về đạo dơ bẩn này, luyện đến cảnh giới tiên thiên bất diệt, dung nhập vào nguyên thủy đại đạo của mình. Giang Nam dùng đại đạo tịch diệt ăn mất lực lượng của huyết tổ, dung nhập vào tu vi của mình, nhanh chóng phục hồi tổn thương, nâng cao pháp lực, đổi lại huyết tổ thành yếu dần. Huyết tổ nhanh chóng chạy trốn, định phun Giang Nam ra, nhưng Giang Nam như cắm rễ trong cơ thể huyết tổ, không phun mầm họa này ra được. Huyết tổ la lối om sòm: "Tổ cha ngươi huyền thiên, ngươi có giỏi thì ra đây, ra ra cùng ngươi đại chiến 300 hiệp." Không lâu sau, huyết tổ bị đánh mình đầy vết thương, hơi thở héo mòn, lại bị năm chấn đạo đỉnh đóng đinh giữa không trung. Huyết tổ vặn vẹo thân hình, không thoát ra được. Huyết tổ la lên: "Huyền thiên đại gia, ngươi ra đi, ra ra à, ngươi ra dùm đi, ngươi muốn gì ta cũng cho, ngươi ra đi, có gì từ từ tính nào." Hiếm khi Giang Nam yên lặng trong giây lát, đối với tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo giúp hắn thu hoạch rất nhiều. Khi mới ra khỏi dòng thời gian, tuy Giang Nam lĩnh ngộ tiên thiên bất diệt, thế nhưng tu luyện hơn 2 vạn năm chưa được ổn định cảnh giới. Qua cuộc chiến này khiến cho Giang Nam lĩnh ngộ nhiều hơn nữa, thừa dịp nhờ tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo đánh dung hợp lĩnh ngộ vào bản thân hoàn toàn. Pháp, thân, đạo, quả hợp nhất lại càng cường đại hơn. Bây giờ Giang Nam nhờ vào tinh khí của huyết tổ độ qua thời kỳ suy yếu sơ kỳ thiên quân, thực lực tu vi củng cố trở lại. Cảnh giới thiên quân ổn định, tịch diệt đại đạo đến trạng thái cao nhất trước giờ chưa từng có một loại cảm ngộ vô hình, lĩnh ngộ nguyên thủy tiên thiên càng sâu sắc hơn một bậc. Nhưng Giang Nam bị tiên tôn đánh gãy quá trình ngộ đạo nguyên thủy tiên thiên, hiện tại không thể tiến vào trạng thái ngộ đạo huyền diệu như vậy. Giang Nam chiến đấu đã lâu, trải qua sinh tử mới chỉ lĩnh ngộ thêm được một phần, không cách nào hoàn toàn tham ngộ ra nguyên thủy tiên thiên. Tiên thiên pháp báo, linh nữ đúng là hung ác mà, thế nhưng chưa đến phút nguy hiểm nhất. Nguyên thủy đại la tiên dâng lên dưới chân hắn, tiên thiên bất diệt linh quang biến thành đại la tiên vô cùng thần thánh, tự thành một mảnh thiên địa tỏa sáng sức sống bên trong biển máu. Giang Nam thầm nghĩ, phút nguy hiểm nhất là khi tất cả tiên thiên pháp báo, chí bảo tiên đạo thức tỉnh, trạng thái lên đến đỉnh cao. Không chỉ như thế, nguyên tháp, nguyên đỉnh, nguyên trung hoàn toàn thức tỉnh, đó mới là ván chết chắc rồi. Nhân kiếp không đáng lo, thiên kiếp mới là kiếp số lấy mạng. Một người, một thời đại, nói thì dễ, thế nhưng làm được rất khó khăn. Giang Nam nhìn chằm chằm bản thân, nguyên thủy đã la thiên, tham ngộ tiên thiên nguyên thủy, lĩnh ngộ đạo và lý càng cao sâu hơn. Giang Nam nhỏ giọng nói, tiên đạo không cho ta được một góc nhỏ nhoi hay sao? Nếu vậy, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Huyết tổ bị tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo oanh kích cơ thể nổ tung, huyết vụ dâng lên định khép lại. Tiên thiên chi hỏa của tiên thiên thần đăng đốt huyết tổ, vô số huyết vụ biến thành tro bụi, các con mắt ma quái lần lượt nổ tung. Huyết tổ chống chọi ngắn hơn Giang Nam, không giống với hắn có cách luyện thân đạo quả pháp thành tinh thiên bất diệt linh quang. Cơ thể huyết tổ bị đánh thành tro bụi, khó cứu vãn xu hướng suy tàn, không thể lật bàn ngược lại. Nhưng thời đại của huyết tổ chưa bị giết, điều huyết tổ khác với mọi người là sinh ra từ máu đen dơ bẩn, đạo quả là cục máu chưa từng bị xóa bỏ hoàn toàn. Miễn cho cục máu đen còn thì huyết tổ sẽ không thân chết đạo tiêu. Nhưng tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo tiếp tục oanh kích, đạo quả của huyết tổ không thoát khỏi kiếp này. Trong huyết vụ mỏng manh,
truyền ra tiếng hét chói tai của huyết tổ. Ta đầu hàng, ta chuyển thế vào tiên đạo, đừng giết ta. Vù 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 vù. Tiên thiên linh căn hua cảnh lá, một nhánh đâm vào huyết vụ, xuyên thủng cục máu. Đó là đạo quả của huyết tổ. Nhánh cây rút ra, cuốn lấy thần hồn huyết tổ. Cảnh khô búng một cái, đưa thần hồn huyết tổ đến một tòa tiên châu. Giang Nam ở sau trong huyết vụ, thấy thế tim thất cái bịch, vươn tay chọc hỗn độn thiên cung. Giang Nam chuyển âm nói: La Nhi, thả hỗn độn ôn đế ra. Huyết tổ chưa chuyển thế, thế nhưng sau khi gã chuyển thế thì Giang Nam sẽ trở thành đối tượng bị các tiên thiên pháp bảo vây công. Hiện giờ Giang Nam còn cần một thời gian tham ngộ nguyên thủy tiên thiên thâm sâu hơn, để cho hỗn độn ôn đế đi ra chịu tội thay là tuyệt nhất, ít ra cũng câu thêm giờ. Linh nữ Ma Kha Thiên Quân sớm truyền âm cho La Hầu La, thế nhưng mãi không thấy gã hành động, lòng nóng như lửa đốt, liên tục truyền âm hỏi. Hiện tại linh nữ Ma Kha Thiên Quân thấy tiên thiên ôn đế quan ở đằng trước La Hầu La dựng đứng lên, các ấn pháp khuếch tán, cưỡng ép mở ra phong ấn của bất công đạo nhân, mở tiên thiên ôn đế quan. Linh nữ Ma Kha Thiên Quân giận tóc gáy, lớn tiếng hét to: La Nhi sao? La Hầu La giáo chủ, ngươi đang làm gì vậy? La Hầu La giận dữ gầm lên: Im miệng hết đi. La Hầu La dốc hết sức mạnh lập tung phong ấn của bất không đạo nhân. Các phong ấn biến thành phù văn hỗn độn nhập vào người của La Hầu La, khí thế tăng vọt. La Hầu La chộp một góc quan tài dở nắp ra. La Hầu La tức giận nói: Các ngươi làm cho ta dối trí rồi, lúc thì bảo mở quan tài ngay, lúc thì bảo chút nữa mở, ta mặc kệ, mở ngay bây giờ. Linh nữ tức giận choáng váng: Trẻ hư mà. Âm 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 âm. Tiên thiên ôn đế quan dần bị La Hầu La dở nắp ra. Các chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo khựng giữa không trung. Có pháp bảo rung lắc định dọn dẹp huyết vụ, có pháp bảo định công kích Giang Nam, có pháp bảo uy thế tăng vọt tỏa định tồn tại trong tiên thiên ôn đế quan. Rốt cuộc sắp thoát khốn rồi. Bên trong tiên thiên ôn đế quan, một luồng khí thế siêu khủng bố bay ra, biến thành khí ôn dịch vô tận, nhìn xuống hư không như muốn nhấn chìm tầng hư không thứ 9 bên trong ôn dịch. Khí thế còn kinh khủng hơn huyết tổ. Hỗn độn ôn đế bị tiên thiên ôn đế quan tiêu trừ luyện hóa mười mấy ức năm, tu vi vẫn còn ở cảnh giới đạo quân. Một nhân vật vô cùng đáng sợ. Tiên thiên ôn đế không uổng là đạo chủ sinh ra trong hỗn độn thần đế đời đầu tiên. Bất không, người dẫn nhiều tiên thiên pháp báo, chí bảo tiên đạo đến là muốn ám toán để ta gặp nạn hay sao? Nắp quan tài mở hẳn ra, hỗn độn ôn đế bước nhanh ra khỏi tiên thiên ôn đế quan, mặt vặn vẹo mà nhìn Giang Nam. Hỗn độn ôn đế cười lanh chanh: Muốn ta chịu kiếp thay ngươi sao? Thật nham hiểm, thế nhưng ngươi sẽ không ngờ rằng ta làm như thế nào. Trước mắt bao nhiêu người, hỗn độn ôn đế đột nhiên phát ra đại đạo, biến thành lưỡi dao ôn dịch chém vào mình. Trường đao đánh trúng thân thể hỗn độn ôn đế, xuyên qua người không tổn thương chút nào. Hỗn độn ôn đế chém mình 3 nhát, khí thế nhanh chóng suy sụp. Khí thế hỗn độn đạo quân giảm xuống còn cảnh giới hỗn độn thiên quân. Hỗn độn ôn đế liên tục chém 3 nhát, tu vi từ cảnh giới đạo quân rất xuống thiên quân. Gã cười to như một kẻ điên. Hỗn độn ôn đế quát to với Giang Nam: Bất không, ngươi và hai tên nhà quê Đế và Tôn cùng nhau khai sáng tiên giới này, để lại cửa sau cho tộc cổ thần. Nếu ta cùng cảnh giới đạo quân với ngươi lúc khai thiên thì cửa sau này không có phần của ta. Thế nhưng bây giờ ta tự chém tu vi rất xuống thiên quân, bài bố của ngươi sẽ bảo vệ ta, khiến ta không gặp nạn. Ngược lại, ta tự chém tu vi thì chính ngươi sẽ nguy hiểm. Hỗn độn ôn đế cười lớn: Bất không, ngươi cứ chịu trận đi, lão tử đi đây. Dưới chân hỗn độn ôn đế sinh ra mây ôn dịch lao đi xa, để lại quần hùng đứng ngây như phỗng. Giang Nam vô cùng ngạc nhiên sững sờ: Hỗn độn ôn đế khốn kiếp mà, thông minh quá. Giang Nam, linh nữ Ma Kha Thiên Quân đều âm thầm tính kế hỗn độn ôn đế. Vì điều này bọn họ vắt óc lên kế hoạch rất lâu. Ba người tự tin nắm chắc có thể ăn hỗn độn ôn đế không chừa một mẩu xương. Nhưng hỗn độn ôn đế thông minh vượt sức tưởng tượng, chọn cách này nhảy ra cái bẫy của ba người, an toàn vui vẻ mà rời đi.
Không chỉ Giang Nam bị đả kích, Linh Nữ và Ma Kha Thiên Quân cũng thấy vị hỗn độn thần đế này rất khó gặm, không dễ đối phó. Tim của Thái Nhất Thiên Quân rung lên thầm nghĩ: hỗn độn ôn đế tự chém tu vi, chạy ra một kiếp nạn. Muốn phục hồi thực lực đến đạo quân cần khổ tu không biết bao nhiêu lâu. Nhưng hỗn độn ôn đế gian xảo, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, chắc chắn sẽ làm mưa làm gió trong thiên giới. Ta muốn xưng đế, e rằng hỗn độn ôn đế sẽ là đối thủ nặng ký của ta. Đám người Vô Tà đạo quân, Thiên Hoang đạo quân cũng ôm suy tính riêng: đây là chuyện tốt, hỗn độn ôn đế chạy ra ôn đế quan, đương nhiên sẽ đi hỗn độn thiên quốc gây rối, trù sát cao tầng hỗn độn thiên quốc kia, khiến cho thế lực hỗn độn thiên quốc bị tổn thương nặng nề. Trong loạn thế, chúng đại giáo ta mới có cơ hội vùng lên, nổi bật. Thần Mẫu đạo quân cũng cười duyên nói: hỗn độn ôn đế làm người ta rất muốn ăn thử. Mắt Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng thầm nghĩ: sau khi Huyền Thiên chết đi, ôn đế sẽ là kẻ thù lớn nhất của tiên giới ta. Huyền Thiên giáo chủ mưu tính lâu như vậy, có thể nói là công dã tràng, hắn phải chết chắc chắn rồi. Mọi người đều đồng ý chuyện này. Hỗn độn ôn đế với đại trí tuệ xuyên thấu quỷ kế của Giang Nam, đại quyết đoán hạ thấp tu vi của mình, vậy là người không tu tiên đạo cao nhất vẫn là Giang Nam. Giang Nam sẽ gặp nạn trừ phi hắn bỏ đường thần đạo, chuyển thế hoặc tự phế bỏ tu vi tu luyện tiên đạo. Quần hùng như hổ rình mồi, mặc kệ Giang Nam chuyển thế hay tự phế bỏ tu vi, chờ đợi hắn chỉ một con đường chết, không có đường thứ hai để đi. Các quần hùng không ai sẽ cho Giang Nam một cơ hội thứ hai. Các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo lại bạo động. Bàn cổ thập nhị thiên luân phát ra uy lực siêu quần, một luân định thiên địa càn khôn, uy nhiếp siêu khủng bố đè Giang Nam. Bàn cổ thập nhị thiên luân như mặt kính tỏa sáng chiếu vào hắn. Trước chấn áp rồi luyện hóa, đây là uy lực của bàn cổ thập nhị thiên luân. Cùng lúc đó, hỗn độn tiên kiếm biến thành hai luồng kinh hồng giao thác qua, một trái một phải chém hai bên của Giang Nam. Lại có hỗn độn nguyên tán mở bung dù, dưới dù là từng đợt tinh khí như dòng quân lấy Giang Nam. Lại có đế tôn ấn treo cao, một ấn đè xuống chấn vạn cổ. Có hỗn độn tam thiên sát đạo đồ bay tới, tranh chảy ra mấy trăm ngàn đại đạo muốn hút Giang Nam vào sát trận đồ để luyện hóa. Lại có bất không thông thiên kiều như cầu vồng từ sau lưng Giang Nam giết tới. Có năm chấn đạo đỉnh bộc phát thành đại trận, năm luồng khí màu tựa như vòi rồng thổi hướng Giang Nam, muốn đóng đinh hắn trong không trung cho mấy pháp bảo khác giết. Có hồng mông kim phiên cờ lung lay, tử khí ước vạn dặm dắt ngang trường không, không có gì không xóa được. Các tiên thiên pháp bảo, tiên thiên hỗn nguyên châu, tiên thiên thần đăng, tiên thiên linh căn, tiên thiên kim long giản, tạo hóa chi môn, tiên thiên điểm ma thương bộc phát uy lực. Đặc biệt tiên thiên ôn đế quan là khủng bố nhất. Tiên thiên pháp bảo này bên trong chấn áp hỗn độn ôn đế, một nửa uy lực dùng để chấn áp ôn đế. Giờ phút này hỗn độn ôn đế đã bị thả ra, tiên thiên ôn đế quan tập trung tất cả uy lực mà đối phó Giang Nam. Tiên thiên ôn đế quan là pháp bảo có uy lực kinh khủng nhất trong 8 tiên thiên pháp bảo, đứng sau nguyên trung, nguyên tháp và nguyên đỉnh. Bây giờ tiên thiên ôn đế quan mạnh hơn mấy tiên thiên pháp bảo khác. Mấy tiên thiên pháp bảo khác trừ tiên thiên ngũ sắc liên, tiên thiên ôn đế quan ra đều luyện từ thân thể vạn vật đạo tổ. Tiên thiên ôn đế quan có lai lịch cổ xưa, là bất không đạo nhân để lại. Năm xưa hỗn độn ôn đế thống trị thời đại hỗn độn cổ thần, bất không đạo nhân bị chèn ép, một mình gã không đánh lại hỗn độn ôn đế. Nhưng bất không đạo nhân và các cổ thần khác đã bị thương hỗn độn ôn đế, nhét vào quan tài, thành công cướp quyền. Bất không đạo nhân thành công là chủ yếu nhờ vào tiên thiên ôn đế quan này. Có nhiều suy đoán lai lịch tiên thiên ôn đế quan. Có người nói quan tài này sinh ra cùng bất không đạo nhân. Có người nói quan tài này là bất không đạo nhân dùng thân thể của mình luyện ra. Lại có người nói bất không đạo nhân gặp xuất thế đạo quân điện, được tặng quan tài để chấn áp hỗn độn ôn đế. Giờ đây quan tài đen mở ra, trong quan tài có vô số trời sao cuồn cuộn, tất cả do linh quang bất diệt tổ hợp tự thành vũ trụ càn khôn. Vô số linh quang bay ra định hút Giang Nam vào trong. Quan tài chẳng những muốn thu hắn, cũng muốn hút luôn mấy tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo khác. Quan tài đen này định luyện hóa Giang Nam, nếu bị hút vào quan tài là Giang Nam chết chắc. Thế nhưng
Giây phút trước khi các tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo bộc phát, Giang Nam đã rời khỏi vị trí. Tiên thiên lô bồng, nguyên thủy đại la thiên vận chuyển. Dưới nách Giang Nam sinh ra đôi tay, bốn cánh tay, một đôi cầm tinh thiên nguyên thung, cây cọc quét bốn phương tám hướng, đón đỡ mấy pháp bảo cận chiến như Hỗn Nguyên Châu, Kim Long Giản, Yểm Ma Thương, Hỗn Độn Tiên Kiếm. Hai bên va chạm, uy nhiếp diệt thế. Cùng lúc đó, hai cánh tay khác của Giang Nam dương Hỗn Độn Thiên Cung, giơ cung bắn. Hỗn Độn Thiên Cung không nằm trong tám tiên thiên pháp bảo, không bị tiên đạo khống chế, chưa trải qua tịch diệt kiếp. Hỗn Độn Thiên Cung còn trong trạng thái đỉnh cao, uy lực kinh người. Đám người Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Thần Mẫu Đạo Quân, Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn, Thái Nhất Thiên Quân, Ma Kha Thiên Quân cùng xông lên, không cầu anh giết Giang Nam, chỉ mong bám chân hắn. Miễn Giang Nam khựng lại một giây là sẽ bị các báu vật giết tại chỗ. Lúc này, đám người Hồng Đạo Nhân, Kế Đô Ma Tổ đã chạy tới nơi, xông vào quần hùng. Hồng Đạo Nhân hét lớn: "La Hầu La, ngươi giúp bên nào vậy?" Vẻ mặt của La Hầu La khó xử, gã nhìn linh nữ, ngó Giang Nam bị các báu vật vây công. La Hầu La hấp thu phong ấn Bất Không Đạo Nhân để lại trên Tiên Thiên Ôn Đế Quan, được đại đạo Bất Không Đạo Nhân để lại, tu vi thực lực tăng vọt. La Hầu La đã nhảy lên tầng cường giả, mũi nhọn đương thời. Giang Nam vừa chiến vừa lùi: "La Nhi, đừng khó xử. Nếu ngươi tấn công ta thì ta sẽ không trách ngươi đâu. Ngươi cũng biết là ta nợ mẫu tử ngươi quá nhiều." La Hầu La nghe vậy lại càng rối rắm, gã bỗng hét to bay vút đi. Các ngươi mặc kệ ta đi, ta muốn yên lặng một mình." Linh nữ nổi giận, liều mạng tấn công Giang Nam. "Gian tặc Huyền Thiên, dám làm hỏng danh tiếng của ta sao? Ta cùng ngươi không chết không ngừng." Linh nữ chưa lao tới bên cạnh Giang Nam thì Tử Hạm Tiên Hậu đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Tử Hạm Tiên Hậu cười nói: "Linh nữ Hỗn Độn Thiên Quốc, hình như ngươi có dính líu gì với Thái Sư hay sao? Linh à, ngươi vì yêu sinh hận, yêu nhau tương sát hay sao?" Tử Hạm Tiên Hậu trêu chọc linh nữ, làm rối loạn tâm trí của linh nữ, để lộ ra sơ hở. Tim linh nữ rất kế bịch, vội ngừng bước lại. Rất nhanh, linh nữ bình tĩnh lại, mỉm cười nói: "Đường đường là Tử Hạm đạo mẫu, bị dân bản xứ tiên giới Cản Nguyên Tiên Đế bắt đi, phải làm tiên hậu cho hắn, sinh con cho hắn ta. Tử Hạm đạo mẫu à, ngươi không thấy xấu hổ cho đạo quân chuyển thế hay sao?" Linh nữ rất kinh dè Tử Hạm Tiên Hậu. Nữ nhân này là đạo quân tiền sử chuyển thế, thực lực siêu mạnh, là nhóm đạo quân tiền sử đầu tiên. Bây giờ Bất Không Thông Thiên Kiều đã thoát khỏi kiểm soát của linh nữ, nó bay đi giết Giang Nam. Linh nữ không còn Bất Không Thông Thiên Kiều, không chút tự tin đối diện với Tử Hạm Tiên Hậu, nên nàng dùng ngôn ngữ đả kích đạo tâm của Tử Hạm Tiên Hậu để đạo tâm lộ sơ hở. Tử Hạm Tiên Hậu lao lên cười nói: "Lúc trước ta và Cản Nguyên không có tình cảm, chỉ giao ước với hắn thôi. Nếu hắn thắng thì ta làm tiên hậu của hắn. Không ngờ Cản Nguyên thắng thật. Nữ tử dựa vào cường giá có gì xấu hổ đây? Linh à, ngươi cũng dựa vào Giang Thái Sư vậy. Ta rất tò mò ngươi làm sao bị Thái Sư bắt đi, sinh ra ma tổ như vậy. Hay linh nữ kể cho ta nghe xem." Linh nữ cố gắng không quan tâm những lời của Tử Hạm Tiên Hậu nói, dốc hết sức chiến đấu ra đánh với Tử Hạm Tiên Hậu. Linh nữ cười nói: "Vậy ngươi hết lòng hết dạ đi theo Cản Nguyên như thế nào?" Tử Hạm Tiên Hậu điểm một chỉ, thanh tú nhẹ nhàng, rất là rộng lượng, kể không hề giấu giếm: "Cản Nguyên có nói với ta, nếu ta theo hắn thì tương lai ta vẫn là đạo mẫu, mẫu của đạo quân. Sau này quả nhiên ta sinh ra Mông Tốn đạo quân, trở thành mẫu của đạo quân thật. Nam nhân của ta thủ đoạn cao siêu, thế là ta bắt đầu yêu hắn ta. Hắn chinh phục thân thể của ta trước, sau đó là lòng ta. Hỏi sao ta không hết lòng hết dạ theo hắn đây?" "Linh, còn ngươi bị giáo chủ chinh phục thân thể và tâm như thế nào? Sau đó giáo chủ vứt bỏ ngươi ra sao, làm ngươi hận hắn như vậy?" Linh nữ cắn răng, đột nhiên rơi vào thế nguy hiểm, suýt bị Tử Hạm Tiên Hậu giết đi. Tìm linh nữ rất kém bịch, vô ổn định đạo tâm. Ở bên kia, Càn Nguyên Tiên Đế điều khiển Đế Sa chặn Thái Nhất Thiên Quân lại. Bây giờ hai người không còn tiên thiên pháp bảo, chí bảo tiên đạo, chỉ có thể dựa vào báu vật thiên quân tự mình luyện chế. Càn Nguyên Tiên Đế hô quyển trượng tiên đế đánh Thái Nhất Thiên Quân, hắn cười nói: "Đại sư huynh, nhân kiếp này nên kết thúc đi,
sư huynh cần gì đẩy giáo chủ vào chỗ chết như vậy? Biểu tình của Thái Nhất Thiên Quân trầm trọng, gã không để sư đệ Càn Nguyên chuyên thọc gậy bánh xe vào mắt, thế nhưng Càn Nguyên Tiên Đế đã trở thành nhân vật ngang ngửa với gã. Thái Nhất Thiên Quân buộc phải tập trung hết sức để ứng đối. Sư đệ, huynh trưởng như phụ thân, ta là đại sư huynh, từng thay sư phụ thu đồ đệ. Ngươi học được chút bản lĩnh của ta, giờ dám ra tay với ta hay sao? Thái Nhất Thiên Quân đỡ một gậy của Càn Nguyên Tiên Đế, lạnh nhạt nói: Hai vị sư tôn quá cố, đừng nhìn tiên giới lấy ta đứng đầu. Ngươi trợ giúp cho dị loại không tu tiên đạo, ngươi để hai vị ân sư ở đâu đây? Càn Nguyên Tiên Đế im lặng nói: Để hai vị ân sư ở đâu sao? Càn Nguyên Tiên Đế bật cười: Bây giờ ngươi còn mặt mũi nào nhắc đến hai vị ân sư đây? Những gì ngươi làm có cái nào xứng với hai ân sư không? Ở bên kia, Kế Đô Ma Tổ nghênh chiến với Ma Kha Thiên Quân. Kế Đô Ma Tổ lạnh lùng cười: Đại trí tuệ cổ thần, ngươi đâm thọc thị phi khắp nơi, gây náo động, ma đạo còn hơn ma đạo của ta. Giờ ta muốn xem bản lĩnh thật của ngươi có lợi hại như khả năng châm ngòi hay không. Ma Kha Thiên Quân cười lớn, nhanh chóng thụt lùi, thanh âm từ xa vọng lại: Kế Đô, nhi tử thứ ba của Huyền Thiên, ngươi muốn đấu với ta sao? Ngươi còn kém xa. Trong thiên hạ chỉ có phụ thân của ngươi, Linh Nữ, Quỷ Bà Thiên, Càn Khôn là xứng làm đối thủ của ta thôi. Hơn nữa bọn họ phải hợp sức chung với nhau mới có tư cách này. Mưu tính mưu lược của ta, nếu không nói thẳng ra thì ngươi không bao giờ nhìn thấu được. Ma Kha Thiên Quân bay đi xa, không tranh chấp với Kế Đô Ma Tổ. Kế Đô Ma Tổ sừng sốt. Thiên Cơ Đạo Quân, Đạo Tạng Thiên Tôn lao tới, Kế Đô Ma Tổ nghênh chiến. Hồng Đạo Nhân chặn Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân lại. Hồng Đạo Nhân khom người nói: Hai vị đạo huynh xin dừng bước lại. Hồng Đạo Nhân luyện ra Hoa Cái Đạo Tổ, thành tựu Hồng Mông Tiên Thiên. Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân dừng bước lại, biến thành rùa to và rắn đen, hợp thể thành Huyền Vũ Đạo Quân. Rùa to cười lớn: Trong dân bản xứ hiếm ai đi đến một bước như ngươi. Nếu trong thời đại yêu tộc thì ngươi có thể chứng đạo quân, nhưng chỉ một mình ngươi không ngăn chúng ta được đâu. Rắn đen ở bên cạnh cũng rít lên: Hồng Đạo Nhân, ngươi muốn cứu mạng phụ thân của mình là vô ích rồi. Dù ngươi ngăn chúng ta lại cũng không chặn được tiên đạo tiên giới đâu, không chặn được tiên thiên pháp báo, chí bảo tiên đạo. Mọi cố gắng của các ngươi chỉ là uổng công thôi. Hoa Cái Đạo Tổ hiện ra trên đầu Hồng Đạo Nhân. Dưới hoa cái xuất hiện ba Hồng Đạo Nhân già, trung niên và trẻ. Hồng Đạo Nhân cười nói: Các ngươi làm sao đoán được bản lĩnh thần thông của phụ thân ta đấy? Huyền Vũ Đạo Quân, hôm nay ngươi và ta đánh một trận, cho ngươi kiến thức bản lĩnh của ta như thế nào. Cũng trong lúc đó, Mông Tốn Thái Tử tức giận quát lên: Thần Mẫu! Mông Tốn Thái Tử đằng đằng sát khí lao hướng Thần Mẫu Đạo Quân. Hắn lạnh lùng nói: Ngươi còn nhận ra ta không? Thần Mẫu Đạo Quân nhìn Mông Tốn Thái Tử cười duyên nói: Ồ, chủ nhân kiếp trước của ta, sao không nhận ra được? Nô gia sớm muốn ăn ngươi, không ngờ sắp thành công thì ngươi trốn thoát được. Bây giờ ngươi chủ động đưa lên cửa, nô gia đỡ mất công tìm. Vô số xúc tu bay múa đập vào Mông Tốn Đạo Quân. Các thiên quân thời đại thần đạo đứng trên lưng Thần Mẫu Đạo Quân cùng nâng thân thể nàng, kích hoạt thân thể tiền sử siêu cường đại kia. Thần Mẫu Đạo Quân cười nói: Mông Tốn Đạo Quân, ngươi rèn tạo ra ta thì nên biết thực lực của nô gia đến đâu. Hôm nay nô gia tiến ngươi đoàn tụ với vô số tiên dân đồng đạo thời đại thần đạo của ngươi. Nô gia ăn ngươi không chừng sẽ được viên mãn đại đạo, đến tiên thiên bất diệt. Mắt của Ngọc Kinh Thiên Quân lóe tia sáng nhìn Thần Mẫu Đạo Quân và Mông Tốn Đạo Quân. Thần Mẫu Đạo Quân chiếm ưu thế, thế nhưng Mông Tốn Đạo Quân luôn đón đỡ được. Quả nhiên Mông Tốn Đạo Quân biết sơ hở của Thần Mẫu Đạo Quân. Huyền Thiên Giáo Chủ là mối nguy hiểm, Hỗn Độn Ôn Đế cũng vậy, mấy đạo quân chuyển thế, các cổ thần khác đều là hiểm họa, chỉ có Thần Mẫu là uy hiếp chí mạng với ta. Xem ra hợp tác với Mông Tốn Đạo Quân có thể giết chết Thần Mẫu Đạo Quân được.
Ngọc Kinh Thiên Quân nhanh như chớp tới sau lưng Thần Mẫu Đạo Quân, đang định đánh lén mấy thiên quân tiền sử trên lưng nàng thì bỗng Thần Mẫu quát to. Đầu óc của Ngọc Kinh Thiên Quân ù đặc, tư duy của Thần Mẫu Đạo Quân như biển cả bao la nhấn chìm gã, khống chế gã. Thần Mẫu Đạo Quân cười nói: "Ngọc Kinh, ngươi đừng quên thần hồn đạo quá ký thác trong người ta mới thành tựu thiên quân như ngày hôm nay. Mọi thứ của ngươi nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ngươi muốn đánh lén ta sao?" Tư duy Thần Mẫu Đạo Quân tấn công Ngọc Kinh Thiên Quân. Ngọc Kinh Thiên Quân cười phá lên, thản nhiên nói: "Thần Mẫu, tư duy của ngươi tụ tập trí tuệ của mọi người, nhưng ta chặt đứt hết thảy cảm xúc. Ngươi muốn khống chế ta sao? Không dễ như vậy đâu." Tuy tư duy của Ngọc Kinh Thiên Quân so với Thần Mẫu Đạo Quân thì nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng bị tư duy Thần Mẫu áp chế vẫn giữ sự tỉnh táo. Thần Mẫu không thể nuốt tư duy của Ngọc Kinh Thiên Quân. Gã tấn công mấy thiên quân đứng trên lưng của Thần Mẫu. "Ngọc Kinh, ngươi đúng là đứa trẻ đáng sợ, ngon miệng hơn chủ nhân cũ Mông Tốn Đạo Quân của ta rất nhiều." Chân thân kiếp này của Thần Mẫu Đạo Quân đột nhiên xuất hiện trên lưng thân thể kiếp trước, nàng cười nói: "Nhưng ngươi lao vào lưng ta là chui đầu vào lưới rồi. Ma Kha, vụ hợp tác giữa hai ta còn hiệu lực không?" Ngọc Kinh Thiên Quân dựng đứng tóc gáy, thấy Ma Kha Thiên Quân đứng trên lưng Thần Mẫu Đạo Quân chờ gã chui đầu vào lưới. Mông Tốn Đạo Quân đột nhiên giơ vầng trăng khuyết chiếu rọi bầu trời, chém vào chân thân kiếp này của Thần Mẫu Đạo Quân. Trăng khuyết là mảnh nhỏ tiên thiên pháp bảo của Mông Tốn Đạo Quân, uy lực không bằng mấy tiên thiên pháp bảo hoàn chỉnh khác, thế nhưng cũng không thể coi thường. Thần Mẫu Đạo Quân, Ma Kha Thiên Quân đỡ đòn. Ngay khi đó, Ngọc Kinh Thiên Quân thụt lùi ra sau, đứng sóng vai với Mông Tốn Đạo Quân. Ngọc Kinh Thiên Quân hết sức cảnh giác nhìn Ma Kha Thiên Quân, Thần Mẫu Đạo Quân. Lúc bấy giờ, Vô Cực Thư Đồng chớp mắt nhìn bốn phía, thấy quần hùng vây công Giang Nam đều bị người chặn lại, còn mỗi đại diễn cổ thần vận dụng nguyên trung, thế nhưng không có cơ hội vây công Giang Nam, bị Hỗn Độn Thiên Cung liên tục bắn bay. Vô Cực Thư Đồng thầm nghĩ: "Nhân kiếp đã không có ý nghĩa, thôi đi hỏi Đại Thiên Tôn xem khi nào ra tay cho Huyền Thiên Giáo Chủ một kích chí mạng đây." Vô Cực Thư Đồng nhảy vào hư không, liên tục di chuyển rồi biến mất. Không lâu sau, Vô Cực Thư Đồng đến sâu trong tầng hư không thứ 9, nhìn từ xa thấy một tòa thần điện cao vút đứng bên ngoài tầng hư không thứ 9. Nhân kiếp, thiên kiếp của Giang Nam đánh túi bụi, làm cho vùng đất nguyên thủy trong tầng hư không thứ 9 vô cùng rộng lớn thành tro bụi. Các bí cảnh bị đánh nát bấy, nhưng thần điện này vẫn đứng sừng sững bên ngoài trận ác chiến. Tiên thiên pháp bảo cũng không công kích vào được. Vô Cực Thư Đồng cất bước đi vào đại điện đạo quân quả vị, thấy các bia đá to đứng đầy dãy. Những hàng tên trên bia đá, vô số đại đạo bay ra khỏi bia đá tụ tập bên trong. "Đại điện đạo quân quả vị mà đế và tôn xây dựng sao?" Sâu bên trong đại điện, Vô Cực Thiên Tôn và Đạo Không Đạo Nhân áo đen ngồi trên tế đàn nho nhỏ. Hai vị tồn tại ngồi uống trà rất là nhàn nhã, mặc kệ bên ngoài đại điện đang phân tranh. Vô Cực Thiên Tôn cười nói: "Đạo Không Đạo Hữu, ngoại tôn La Hầu La của Đạo Hữu bị Huyền Thiên dắt mũi xoay quanh. Nữ nhi linh nữ thì nhiều lần chịu thiệt trong tay Huyền Thiên. Hơn nữa Huyền Thiên trộm thân thể kiếp trước của Đạo Hữu, ngươi không định ra tay hay sao?" "Đạo huynh đừng châm ngòi." Đạo Không Đạo Nhân bình tĩnh nói: "Đế Giang có chỗ hơn người. Nữ nhi và ngoại tôn của ta không làm gì hắn được cũng là hợp tình hợp lý thôi. Nếu Đế Giang dễ đối phó như vậy thì hắn không phải Đế Giang." Vô Cực Thư Đồng tiến lên chào hỏi, nghe vậy cười nói: "Đạo Không Đại Lão Gia, dù Huyền Thiên Giáo Chủ có tài thông thiên cũng chạy trời không khỏi nắng được. Không cần Đại Thiên Tôn nhà ta ra tay thì Huyền Thiên cũng không vượt qua ải này được. Bây giờ Chí Bảo Tiên Đạo, Tiên Thiên Pháp Báo cũng đang thức tỉnh, chờ chúng nó hoàn toàn thức tỉnh sẽ lấy mạng Huyền Thiên. Dù Huyền Thiên có trốn đi thế nhưng hắn đi đâu được đây? Huống chi Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh, Nguyên Trung vẫn chưa thức tỉnh." Vô Cực Thiên Tôn giơ tay ngăn Vô Cực Thư Đồng nói tiếp, mỉm cười nói: "Tiểu tử, những gì ngươi nói Đạo Không Đạo Hữu đều biết cả, không cần nghe ngươi nói nhảm đâu. Đạo Không Đạo Hữu, ta và Nguyên Mẫu rất xem trọng ngươi, cho rằng ngươi có thể trở thành điện chủ thứ ba của Đạo Quân Điện, kế thừa vị trí Tịch Diệt. Hôm nay để ta thử thách ngươi xem sao.
ngươi cảm thấy cơ hội sống của Huyền Thiên ở đâu? Đạo Không đạo nhân áo đen trầm ngâm, lắc đầu nói: ta không biết được, tùy đế giang gian xáo, nhân mạch khá rộng. Nếu đế giang đưa con rồng hoang kia ra, có thể chặn nguyên trung thức tỉnh. Đế giang mời được mấy lão quái vật trong vô nhân cấm khu là có thể chặn lại được nguyên đỉnh. Còn lại các tiên thiên pháp báo, chí bảo tiên đạo, nguyên tháp thức tỉnh, ta không biết đế giang làm sao mà ngăn được. Không lẽ vô cực điện chủ nhìn ra thủ đoạn độ kiếp của đế giang hay sao? Phải, 8-9 phần 10 là nhìn được. Vô cực thiên tôn rót trà cho Đạo Không đạo nhân, bình tĩnh nói: ta sáng tỏ hết thảy nhân quả, bất cứ tồn tại nào đều nằm trong đại đạo nhân quả của ta. Chớp mắt một cái thôi là ta đã biết hết rồi. Tuy đế giang khó dò, nhưng hắn không lừa mắt ta được. Đế giang sắp làm việc lớn, một chuyện kinh thiên động địa. Đạo Không đạo nhân áo đen rung động, khom người hỏi: xin hỏi thủ đoạn của đế giang là gì? Vô cực thiên tôn mỉm cười nói: hủy diệt 8 tiên thiên pháp báo, 3 tiên thiên linh báo. Đạo Không đạo nhân áo đen kinh ngạc, lạc giọng nói: sao, cái gì? Vô cực thiên tôn cười nói: người không nhìn ra sao? Chỉ có hủy đi 8 tiên thiên pháp báo, 3 tiên thiên linh báo mới khiến kiếp số biến mất được. Tiên đạo không thể giáng kiếp số xuống được nữa. Trừ ngươi, ta, mấy đạo quân cổ xưa trong đạo quân điện, không ai có thể uy hiếp mạng sống đế giang. Dù cho đế và tôn sống lại, chỉ có thể gọi hắn là đạo hữu thôi. Khẩu vị lớn như thế mới là đế giang. Tên này muốn phá hủy tiên thiên pháp báo, linh báo, dụ ta ra tay, xóa sổ ta. Còn ta thì chờ đế giang hủy đi vô cực đạo thư, tránh cho bị mấy tiên thiên pháp bảo này uy hiếp, rồi thừa cơ tiêu diệt đế giang. Ta mong chờ trận chiến này đã lâu rồi. Chỉ có tiêu diệt đế giang, không thể đặt vào lưỡi nhân quả, thì đại đạo nhân quả của ta mới bao phủ nguyên thể đại tiên đạo được. Đạo Không đạo nhân áo đen mở miệng nói: lưỡi nhân quả bao phủ thể đại tiên đạo, chờ khi ngươi thu lưỡi về, tất cả sinh linh tiên giới sẽ bị bắt gọn. Đế và tôn ta cũng không thoát được. Vô cực điện chủ nói thẳng trước mặt ta như thế, không sợ ta trở mặt hay sao? Vô cực thiên tôn cười nói: đạo hữu có bản lĩnh, thế nhưng một mình ngươi không làm gì ta được. Đạo Không đạo hữu cần hợp sức cùng đế và tôn mới chấn áp ta như đã làm với tịch diệt được. Nhưng muốn giết ta là chuyện không thể nào. Tịch diệt bất diệt, tịch diệt đạo nhân bất tử, còn ta thì nhân quả bất diệt, ta bất tử. Bất không, đế và tôn có xích mích với nhau, bọn họ làm hỏng kiếp trước của ngươi. Khả năng các ngươi hợp tác rất nhỏ. Đạo Không đạo nhân áo đen trầm ngâm giây lát, gật đầu nói: ta và bọn họ có lý niệm khác nhau, đúng là sẽ không hợp tác giết ngươi. Hơn nữa, ta không đến trình độ hỗn độn bất diệt, mình bất tử, ta không làm gì ngươi được. Vô cực thiên tôn cười nói: ta không phải loại người cắt đứt mọi cơ hội sống. Lưỡi nhân quả bao phủ thời đại tiên đạo, chủ yếu mượn thời đại huy hoàng trước giờ chưa từng có này nâng cấp đại đạo nhân quả, thẳng hướng tận cùng đại đạo. Dù người nào bên trong tiên giới đi đến tận cùng đại đạo là có thể nhảy ra khỏi lưỡi nhân quả, giữ được mạng sống. Vô cực thiên tôn thản nhiên nói: đế và tôn khai sáng thời đại tiên đạo đúng là một thời đại ghê gớm. Ta hận mình sinh muộn không sinh ra trong thời đại nguyên đạo, tham gia vào sóng chiều lịch sử vô cùng bao la hùng vĩ kia. Thế nhưng thời đại tiên đạo trong tương lai sẽ không kém cỏi hơn thời đại nguyên đạo kia. Chỉ có thông qua thời đại như vậy, hoàn thiện đại đạo nhân quả của ta mới giúp cho ta đặt chân đến tận cùng đại đạo. Vô cực thiên tôn nhìn tầng hư không thứ 8, mắt nhìn chằm chằm quan tài to ở tận cùng hư không. Vô cực thiên tôn cười nói: chắc tịch diệt cũng chờ thời đại như vậy để đại đạo tịch diệt của hắn đi đến tận cùng đại đạo. Tiểu tử này thừa dịp kiếp số của đế giang được nhiều ích lợi, ngày hắn thoát khốn cũng không còn xa. Tim của Đạo Không đạo nhân đập nhanh, nhìn chằm chằm tầng hư không thứ 8. Trong tầng hư không thứ 8, các đại giáo môn và Đại La Thiên Quân Huyền Châu hỗn chiến. Đại La Thiên Quân không đông người, bọn họ như mũi dao cắm vào các đại trận gặt hái mạng sống. Nơi Đại La Thiên Quân đi qua
người ngã, ngựa đổ, các đầu tiên nhân, tay chân cụt bay tứ tán. Quy mô đại chiến lớn kinh người, số tiên nhân chết trận nhiều không đếm xuể. Máu tiên nhân nhuộm đỏ tầng hư không thứ 8, trên biển máu trôi đầy xác chết. Không chỉ như thế, thậm chí có pháp bảo công kích xuyên thấu các tầng hư không như thiên hà treo ngược rót vào tiên giới. Các xác tiên nhân rơi xuống như sao băng rạch phá chân trời. Cuộc chiến thật khốc liệt. Thế nhưng vượt qua ngoài dự đoán của đạo không đạo nhân là Tịch Diệt đạo nhân không điều khiển quan tài đen thừa cơ làm mưa làm gió. Ngược lại, Tịch Diệt đạo nhân núp trong tận cùng tầng hư không thứ 8. Tồn tại như Tịch Diệt đạo nhân hủy diệt sinh linh các thể đại, nếu như sống lại sẽ là gió tanh mưa máu. Đạo không đạo nhân nhìn bốn phía, bỗng tim đập nhanh. Đạo không đạo nhân cảm ứng tầng hư không thứ 8 có gì đó rất lạ. Gã không như huyết tổ mẫn cảm với Tịch Diệt đạo nhân, thế nhưng cũng cảm thấy có lực lượng ẩn giấu trong hư không cắn nuốt tinh khí trong máu. Những cảm xúc mặt trái bộc phát trong đại chiến quy mô trước giờ chưa từng có này. Đại chiến tiên nhân quy mô ngàn vạn người, các tiên nhân liều mạng chiến đấu. Khi chết đi, oán niệm và các cảm xúc mặt trái mãnh liệt biết mấy. Hầu hết các cao thủ trong tiên giới bây giờ đều tham gia trận ác chiến. Cảm xúc mặt trái bùng nổ trong đại chiến trước giờ chưa từng có trong tiên giới. Đạo không đạo nhân dám chắc Tịch Diệt đạo nhân âm thầm góp nhặt cảm xúc mặt trái và máu tươi trong đại chiến, luyện thành pháp bảo kỳ lạ, báu vật đủ phá giải phong ấn của đế và tôn Bất Không. Đạo không đạo nhân thu về tầm mắt, chuyển sang nhìn Vô Cực Thiên Tôn. Tịch Diệt đạo nhân chết đi mà không cứng, dù gì cũng từng là điện chủ thứ 3 của đạo quân điện, có bản lĩnh như thế cũng không có gì lạ. Đạo không đạo nhân trầm giọng nói: năm xưa ta và đế tôn cùng nhau giết Tịch Diệt đạo nhân, đánh nát bấy đạo quả của hắn, thế nhưng hắn không có chết đi. Đế và tôn là người từ xứ ngoài cũng rất ngạc nhiên. Chúng ta thấy không giết Tịch Diệt đạo nhân được nên trấn áp trong tầng hư không thứ 8 này. Tịch Diệt đạo nhân thoát khốn nằm trong dự đoán của chúng ta. Ngược lại, Vô Cực điện chủ nói đế giang định phá hủy 8 tiên thiên pháp bảo Nguyên Trung, Nguyên Tháp và Nguyên Đỉnh khiến ta rất bất ngờ. Không biết điện chủ có thể chỉ rõ ra đế giang làm sao mà phá hủy những tiên thiên pháp bảo linh bảo này hay không? Đạo không đạo nhân rất tò mò, không hề giả bộ. Tiên thiên pháp bảo, tiên thiên linh bảo cường đại biết mấy. 8 tiên thiên pháp bảo định vũ trụ càn khôn tiên giới sừng sững đến nay, luyện hóa từng đạo quân tiền sử không chịu chuyển thế. Vô Nhân Cấm Khu trải qua nhiều thời đại vẫn không ngã, bị buộc đến đổ nát hoang tàn. Nhiều đạo quân tiền sử buộc lòng chuyển thế vào tiên giới, trở thành một thành viên của tiên giới. 3 tiên thiên linh bảo Nguyên Trung, Nguyên Tháp và Nguyên Đỉnh càng khủng bố hơn. 3 linh bảo hợp sức mở dòng thời gian ngược về thời đại nguyên đạo, có thể nói là nghịch thiên. Giang Nam không yếu chút nào, thế nhưng đạo không đạo nhân cảm thấy hắn có chút đấu lửa, hơi kém hơn gã. Với bản lĩnh của Giang Nam, tay không đối phó với một tiên thiên pháp bảo uy lực hoàn toàn bộc phát đã là miễn cưỡng. Dù Giang Nam có thuyết phục được các lão quái vật trong Vô Nhân Cấm Khu chắn tai kiếp giúp, lôi con rồng to ra ngăn tai nạn cũng không tránh khỏi thế kiếp này. Vô Cực Thiên Tôn lại bảo là Giang Nam sắp phá hủy hết tiên thiên pháp bảo, linh bảo, nghe giận cả người. Đạo không đạo nhân không nghĩ ra Giang Nam làm sao phá hủy được Nguyên Trung, Nguyên Tháp và Nguyên Đỉnh. Vô Cực Thiên Tôn trầm ngâm, lắc đầu nói: ta cũng không nhìn ra, đế giang đại biểu cho những điều chưa biết, đại biểu cho hỗn độn. Nếu ta biết bước tiếp theo của hắn thì đế giang không còn là đế giang nữa rồi. Nhưng đại đạo nhân quả của ta cảm ứng được. Tạo hóa chi môn hay hỗn nguyên châu, kim long gián, Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh đều sẽ bị phá hủy, không còn tồn tại. Đạo không đạo nhân nghe vậy đang định muốn thu Nguyên Trung về, nhưng có Vô Cực Thiên Tôn ở đây, gã tỏ rõ ngăn đạo không đạo nhân hành động, không cho đạo không đạo nhân cơ hội thu Nguyên Trung về. Đạo không đạo nhân thầm nghĩ: ta kém hơn Vô Cực điện chủ một bậc, điện chủ đạo quân điện quả nhiên lợi hại. Nếu hai ta cùng ra tay, không biết có thể trọng thương Vô Cực điện chủ hay không. Đạo không đạo nhân hớn hở muốn thử, thế nhưng rồi từ bỏ ý nghĩ bốc đồng này. Vô Cực Thiên Tôn có mang một tiên thiên linh bảo theo bên mình. Hai chân thân đạo không đạo nhân vây công chưa chắc làm gì được Vô Cực Thiên Tôn. Lúc này tiên thiên pháp bảo Chí Bảo Tiên Đạo vây công Giang Nam, lâng nguyên lực lên
không chỉ có thế mạnh mẽ, uy thế của các chí bảo tiên đạo tăng lên 8 phần, uy lực 7 tiên thiên pháp bảo cũng đến 6-7 phần. Giang Nam còn đang vất vả chống đỡ, dù hắn có Đinh Thiên Nguyên Thung, Vạn Chú Thiên Chuông, Hỗn Độn Thiên Cung tương đương với cả 3 tiên thiên pháp bảo, thế nhưng khó tránh khỏi bị thương mấy lần, luôn tìm đường sống trong chỗ chết. Khiến cho Giang Nam hoảng sợ là Nguyên Trung, Nguyên Tháp, Nguyên Đỉnh chấn động càng ngày càng mãnh liệt. 3 tiên thiên linh bảo thức tỉnh uy lực không chỉ thế nhanh hơn, sợ là không lâu nữa 3 tiên thiên linh bảo không cần ai điều khiển sẽ chủ động giết Giang Nam. Trước quy lực của 3 tiên thiên linh bảo, mọi sắp xếp của Giang Nam dù là tụ tập khí vận tam giới, khiến chúng sinh tổ chức nhượng thiên đại tế cho hắn, cũng không có khí vận cơ hội sống nào. Giang Nam dốc hết sức đối kháng với các pháp bảo, hắn thầm nghĩ: nếu có thêm một người chặn nguy hiểm cho ta, để ta nghỉ ngơi giây lát, phục hồi trạng thái đến cao nhất thì hay. Tiếc rằng Vô Cực Thiên Tôn cáo già danh ma không nhảy ra trả thù ta. Giang Nam lại một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, lập tức cao giọng quát lên: Vạn Chú đạo hữu, trả Vạn Chú Thiên Trung lại cho ngươi, chặn năm chấn đạo đỉnh dùm ta. Vạn Chú Thiên Trung bay ra, ở phương xa có một tế đàn to lớn bay tới ngay. Vạn Chú đạo quân đứng trên tế đàn, áo choàng bay phần phật. Vạn Chú đạo quân vẫy tay, Vạn Chú Thiên Trung rơi trên đầu gã. Vạn Chú đạo quân nâng Vạn Chú Thiên Trung trong tay, cười to nói: Giáo chủ, ngươi lừa lão tử nhiều năm, toàn dựa vào Thiên Trung, khiến ta làm châu bò cho ngươi. Bây giờ ngươi trả Thiên Trung lại, vẫn muốn ta bắn mạng cho ngươi hay sao? Lão tử đi đây, ngươi thích làm gì thì tùy. Giang Nam dốc hết sức đối kháng với pháp bảo, dương cung bắn bay tiên thiên hỗn nguyên châu, hồi Đinh Thiên Nguyên Thung đâm vào tạo hóa chi môn, đánh lui cánh cửa. Giang Nam cười nói: Đạo hữu, chúng ta đã có giao ước rồi, hai người muốn nuốt lời sao? Lão tử không phải chưa từng nuốt lời bao giờ. Vạn Chú đạo quân cười khẩy nói: Giáo chủ, người không biết là lời lão tử nói chưa bao giờ giữ lời hay sao? Giang Nam rơi vào nguy hiểm, không rảnh đấu võ mồm, hắn liều mạng đỡ các pháp bảo vây công. Vạn Chú đạo quân lạnh lùng cười: Lão tử hứa với sinh linh chú đạo là cùng bọn họ độ kiếp, thế nhưng vẫn ném bọn họ bên trên tế đàn chịu chết kìa. Ngươi nhìn xem, ta chưa từng giữ lời, ta thậm chí bỏ rơi con dân chú đạo. Giang Nam học máu, hắn bị tiên thiên kim long giản công phá lô bồng, lại bị hấp thu nguyên thủy đại la thiên, bị tiên thiên yểm ma thương một thương đâm thủng người. Giang Nam học máu thụt lùi, đế tôn ấn đánh trúng chán, lảo đảo chật vật. Xoẹt một tiếng, năm chấn đạo đỉnh hợp sức lại đóng đinh Giang Nam trong không trung. Vạn Chú đạo quân hét to: Giáo chủ, ta đi thật đây. Vạn Chú đạo quân xoay người bỏ đi. Vạn Chú đạo quân đi chưa được bao xa thì đạo quân chuyển thế này lao về, chú đạo tiên đàn đánh bật năm chấn đạo đỉnh, cứu Giang Nam thoát khỏi trường kiếm. Vạn Chú đạo quân giận dữ mắng: Sao ngươi không chỉ ta, chỉ ta là phản đồ đi, vậy thì lão tử sẽ thoải mái mà rời đi. Ta trốn đã lâu, từ tịch diệt kiếp chú đạo chạy trốn đến bây giờ, ta bỏ cả sinh linh chú đạo, không dám cứu bọn họ, khốn nạn mà, lão tử không muốn trốn nữa đâu. Chú đạo tiên đàn xé gió biến to, đặt năm chấn đạo đỉnh vào trong tế đàn. Vạn Chú đạo quân dốc sức vận chuyển Vạn Chú Thiên Trung, tiếng chuông chấn động truyền tất cả lực lượng chấn áp năm chấn đạo đỉnh. Chú đạo thiên đàn, Vạn Chú Thiên Trung từ trước tới nay lần đầu tiên hợp bích lại, năm chấn đạo đỉnh rất mạnh, thế nhưng không trốn thoát được. Vạn Chú, đa tạ ngươi. Giang Nam phấn chấn tinh thần, lắc người né tránh, ánh sáng gương của bàn cổ thập nhị thiên luân bắn ra. Giang Nam định dưng cung bắn lùi tiên thiên linh căn, đột nhiên nghe tiếng chuông du dương vang vọng, nguyên trung bay ra khỏi tay đại diễn cổ thần, không người gióng tự ngân vang. Nguyên trung bay hướng Giang Nam, lúc này tầng hư không thứ 7 nguyên đỉnh cũng chấn động, bảo quang bắn thẳng lên trời, nguyên tháp ầm vang, 33 tầng bảo tháp như biến thành 33 vũ trụ. Hai linh bảo cùng bay hướng tầng hư không thứ 9, 3 tiên thiên linh bảo đã thức tỉnh, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh cùng thức tỉnh. 3 tiên thiên linh bảo này rất nổi tiếng, hơn bất cứ tiên thiên pháp bảo nào khác, là vũ khí đế và tôn bất không từng sử dụng. Nguyên trung đại biểu cho thời gian, nguyên đỉnh đại biểu cho không gian, hai cái hợp lại là vũ trụ. Nguyên tháp 33 trọng thiên đại biểu cho vũ trụ thời đại vị diện. 3 tiên thiên linh bảo
bao gồm hết thảy đạo diệu đứng đầu các pháp bảo nổi tiếng trong tiên giới. Tuy ba linh bảo chưa từng hoàn toàn thức tỉnh, thế nhưng uy lực đã vượt qua chí bảo tiên đạo và các tiên thiên pháp bảo khác. Thiên kiếp của Giang Nam nghênh đón cuộc chiến đồ sộ khốc liệt nhất. Tiếng chuông nguyên trung réo rắt nối liền một mảnh, du dương vang vọng ập đến. Chuông treo cao, khí thế định thiên địa vũ trụ càn khôn. Rồng to đâu rồi? Một con rồng to khổng lồ bay ra khỏi trán của Giang Nam. Rồng ngâm giơ vuốt chộp nguyên trung. Nguyên trung chấn động, tầng tầng sóng ngâm va chạm với vuốt rồng. Vảy trên móng vuốt bị chấn cho run bần bật. Các mảnh vảy rớt ra, loáng thoáng, biến thành tiên thiên bất diệt linh quang. Ta nhận được ngươi, ngươi là pháp bảo của Bất Không, ác nhân, đánh ta mất trí nhớ. Gào! Con rồng to há mồm gầm, tiếng giống va chạm với tiếng chuông. Đạo âm khủng bố che đậy đạo âm phát ra từ tiên thiên pháp bảo khác, làm cho chúng nó bị lu mờ. Linh quang bề mặt vút rồng tự ghép lại thành vảy. Con rồng to hưng phấn nhào lên, đuôi quét qua, vang lên tiếng keng thật lớn. Nguyên trung bị con rồng to quất bay lên cao. Con rồng to hét dài: Bây giờ ác nhân Bất Không đã chẳng còn, chúng ta hãy so tài đi, nhìn xem ai mới là đệ nhất linh bảo từ xưa đến nay. Nguyên trung chấn động, dường như linh bảo này có linh tính, nhận ra rồng hoang. Uy lực trung to thức tỉnh càng nhanh càng mạnh. Nguyên trung đánh vào người con rồng to, chấn thân thể nó vặn vẹo, các miếng vảy nổ nát ra. Ta thích bộ dạng chống cự của ngươi, làm ta trả đáp thấy rất sướng. Con rồng to hưng phấn la lên: Dốc hết sức chống cự đi nào, để cho ta càng hưng phấn hơn nào. Nguyên đỉnh nguyên tháp lao tới đè sập phách tường tầng hư không thứ 8 và thứ 9. Mắt thấy nguyên đỉnh nguyên tháp sắp lao vào vùng đất nguyên thủy trong tầng hư không thứ 9, Giang Nam cao giọng quát lên: Thiên Hy, Trực Mẫu, các vị đạo hữu còn nhớ giao hẹn giữa chúng ta hay không? Giang Nam dứt lời, trong vô nhân cấm khu nằm ở biên giới tiên giới truyền đến tiếng thở dài cổ xưa. Các cấm khu khổng lồ bạo động, khí thế khủng bố phóng lên cao. Những bóng người vô cùng cổ xưa hiện ra trong vô nhân cấm khu. Bên cạnh các thân hình đạo quân tiền sử khổng lồ là pháp bảo to lớn như ngôi sao xoay tròn, hoặc cung, hoặc ấn, hoặc quầng quay tơ, hoặc châu, hoặc tôn, hoặc cầm, khí diễm ngập trời. Các vị đạo hữu, ngày xưa Huyền Thiên giáo chủ tha cho cự linh đạo quân có giao ước với chúng ta, muốn chúng ta ra tay khi kiếp số của hắn đến. Viên Thái lão nhân cười nói: Kiếp số này khó khăn, nếu chúng ta xen vào sẽ bị kéo theo kiếp số của hắn. Vô nhân cấm khu tồn tại hơn 20 thời đại, khó vượt qua kiếp này. Các vị đạo hữu, chúng ta có ra tay hay không? Thiên Hy thánh nhân cười nói: Đã hứa với hắn, đương nhiên ta sẽ không nuốt lời. Kiếp của Huyền Thiên cũng là kiếp của cấm khu chúng ta, không biết sau trận chiến này cấm khu có còn tồn tại hay không. Nếu vậy, hành động thôi. Các khí thế bộc phát trong vô nhân cấm khu biến thành dòng nước lũ, tiếp tục đánh xuyên qua tám hư không, vọt vào nguyên đỉnh. Âm 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 âm, chấn động dữ dội truyền đến. Trong tầng hư không thứ 8, đại chiến tiên nhân ngàn vạn người bị trùng kích đại quân tan tác. Cuối cùng vô nhân cấm khu phát uy ngăn nguyên đỉnh lại. Các bàn tay to thò ra từ vô nhân cấm khu, các bàn tay hợp thành một thể bắt lấy chân vạc, kéo đỉnh to từ tầng hư không thứ 8 xuống các tầng hư không. Nguyên đỉnh chấn động, dường như đỉnh to rất giận. Nó tức giận có người can đảm ngỗ nghịch với nó. Bảo quang vô tận từ nguyên đỉnh bắn thẳng lên trời, biến thành các hình dạng dị bảo từ bốn phương tám hướng ập đến, đánh nát các bàn tay từ đại đạo biến thành. Tiếp theo, vô số dị bảo như sao băng xuyên qua các tầng hư không, đập vào vô nhân cấm khu bao la vô ngần. Cái đỉnh to này làm từ thân xác của linh bảo đạo chủ thời đại linh bảo tiền sử, uy lực cường đại không gì sánh được. Bảo quang trong nguyên đỉnh có thể diễn biến thành hình dạng vô số tiên thiên pháp bảo. Nó muốn một mình đối kháng với các đại nhân vật cấm khu vây công. Chẳng những đối kháng, nguyên đỉnh còn phản công. Cấm khu là nơi đám lão quái vật ngoan cố cổ hủ tụ tập lại. Bọn họ chưa từng chuyển thế đến tiên giới, không tu luyện tiên đạo, trở thành một thành viên tiên đạo. Đám lão quái vật tấn công nguyên đỉnh, dẫn đến tiên đạo thiên phạt. Nguyên đỉnh từ bỏ Giang Nam giáng xuống vô nhân cấm khu. Đỉnh to xông vào cấm khu, uy thế vô biên khuếch tán, muốn phá hủy các cấm khu, săn bằng tất cả.
đám cường giả Viên Thái, Thiên Hy Thánh Nhân trong Vô Nhân Cấm Khu không ra tay thì thôi, đã ra tay là dẫn động tiên đạo thiên phạt, giáng kiếp số xuống bọn họ. Bởi vì Giang Nam là dị loại tiên đạo, muốn bị xóa sổ, Vô Nhân Cấm Khu cũng vậy. Trong các cấm khu truyền ra tiếng cười sang sảng. Một linh bảo bình thường mà muốn săn bằng cấm khu hay sao? Các tồn tại vô cùng cổ xưa đi ra khỏi cấm khu, bọn họ cười to nói: cho dù ngươi là linh bảo đạo chủ biến ra cũng không săn bằng cấm khu ta được đâu. Hôm nay đấu một trận với đế và tôn đi, để thế nhân thấy thực lực cấm khu ta thế nào, không thể để cho đế và tôn khinh thường chúng ta được. Đám lão quái vật quát to: Thiên Hy, Viên Thái, Chức Mẫu, Tương Khang, Nữ La, Thanh Hư, Vân Dương, toàn là những tồn tại cổ xưa. Bọn họ xa xưa hơn cả những đạo quân tiền sử chuyển thế khác. Trải qua các thời đại, thực lực rất kinh người. Bọn họ lập đại trận trong cấm khu, thống nhất tất cả cấm khu lại, chiến đấu với Nguyên Đỉnh. Lúc này, Nguyên Tháp phá tan phách tường tầng hư không thứ 9, 33 trọng thiên bảo tháp chấn động. Thoáng chốc, Tiên Thiên Linh Căn, Tiên Thiên Kim Long Giản, Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu, Tiên Thiên Điểm Ma Thương, Tạo Hóa Chi Môn, Tiên Thiên Thần Đăng, Tiên Thiên Ôn Đế Quan, các pháp bảo bỏ qua Giang Nam cùng bay đi. Vù 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 vù. Tiên Thiên Thần Đăng đáp xuống tầng cao nhất, treo trên đỉnh Nguyên Tháp. Ánh lửa tỏa sáng, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi 33 trọng bảo tháp. Tiên Thiên Ôn Đế Quan bay vào bảo tháp, đáp xuống tầng chót nhất. Tiên Thiên Ôn Đế Quan lơ lửng trong không gian tầng dưới cùng, nắp quan tài mở ra, vô số linh quang bất diệt tuôn ra, bay tới bay lui trong tháp, cung ứng lực lượng luyện hóa Nguyên Tháp. Tiên Thiên Yểm Ma Thương bay vào Nguyên Tháp, cây thương to xuyên suốt 33 trọng thiên như cột trời. Kim Long Giản phát ra tiếng rồng ngâm, quấy đuôi biến thành con rồng vàng bay vào Nguyên Tháp, quấn quanh Tiên Thiên Yểm Ma Thương thành cột trời, hai pháp bảo kết hợp thành cây cột rồng. Tiên Thiên Linh Căn thì đáp xuống tầng cao nhất của Nguyên Tháp trong tầng thứ 33. Cỏ cây um tùm, cành lá rậm rạp, các nhánh rũ xuống thân tháp, hào quang rực rỡ. Rễ cây rủ xuống trong tháp, cắm rễ các tầng bảo tháp. Tiên Thiên Hỗn Nguyên Châu đáp xuống chính giữa Nguyên Tháp như quả cầu to. Thời đại thần đạo hiện ra bên trong tựa như chúng sinh vậy. Tạo Hóa Chi Môn dung nhập vào Nguyên Tháp, biến thành một cánh cửa duy nhất của bảo tháp. Chỉ có Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên là còn bị Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân bám giữ, không bay tới được. Thế nhưng uy lực tiên thiên pháp bảo này không ngừng tăng vọt. Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân dần dần không chấn áp Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên nổi. Nó tùy thời đột phá phong tỏa của hai vị đạo quân chuyển thế. Hậu Tôn Đạo Quân, Khổ Hạnh Thiên Tôn vận chuyển Tiên Thiên Khổ Trúc đã lộ qua các cuộc tịch diệt kiếp, bị tiêu trừ nhiều uy lực nên không mạnh bằng Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên. Lúc trước Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân chấn áp được Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên bởi vì uy lực của nó đang dần thức tỉnh, chưa đến trạng thái hoàn toàn đỉnh cao. Giờ phút này Nguyên Tháp xuất hiện, uy lực Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên bộc phát ra, cảm ứng với Nguyên Tháp, Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân dần bất lực. Nguyên Tháp vẫn không ngừng rung mạnh, các tiên thiên pháp bảo sáng chói hơn trong bảo tháp, uy lực Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên tăng mạnh hơn. Cuối cùng Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên tỏa sáng, làm cho người ta mù lòa, quét bay Khổ Hạnh Thiên Tôn, Hậu Tôn Đạo Quân. Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên tự bay lên hướng về Nguyên Tháp. Sen năm sắc từ từ chuyển động, càng lúc càng lớn, các lớp cánh hoa nở rộ vô cùng huyễn lệ. Trong hoa sen, các lỗ thủng phun ra từng đợt khí lưu năm màu. Đinh! Nguyên Tháp đáp xuống nhị hoa, Tiên Thiên Ngũ Sắc Liên biến thành nền Nguyên Tháp, khí lưu năm màu tuôn ra, quán thông Nguyên Tháp 33 trọng thiên. Nguyên Tháp dung hợp uy lực 8 tiên thiên pháp bảo thành một thể. Bảo tháp chưa công kích, thế nhưng khí lưu cuồng bạo đã dấn lên bốn phương tám hướng. Cản Nguyên Tiên Đế, Thái Nhất Thiên Quân, Hồng Đạo Nhân, Thần Mẫu Đạo Quân, Huyền Vũ Đạo Quân đang đánh nhau túi bụi trong tầng hư không thứ 9 bị hất bay. Âm 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 âm. Tầng hư không thứ 9 chấn động, các bí cảnh bí hiểm bị buộc lộ ra sụp đổ. Thần điện giấu ở tận cùng đại đạo cũng bị chấn cho hiện ra, đại điện sụp đổ. Ba cây cột đá đại biểu tận cùng đại đạo hiện hình và tan vỡ. Ba ảo ảnh đại biểu cho tận cùng đại đạo trên đỉnh cột đá bị uy lực Nguyên Tháp chấn vỡ. Đại điện đạo quân quả vị bị chấn rung bần bật, thế nhưng đại điện vẫn sừng sững trong áp lực. Các đại đạo cổ xưa tang thương quấn quanh ngoài đại điện, có ba loại hơi thở, đó là bài bố tiên đế, tiên tôn
Bất Không đạo nhân để lại bảo vệ đại điện, đối kháng uy lực của nguyên tháp. Kiếp số mạnh nhất của Giang Nam rốt cục cũng giáng xuống. Bên trong đại điện, đạo quân quả vị Vô Cực Thiên Tôn khen rằng: Tiên Tôn quả nhiên cao hơn tiên đế một bậc, chiêu này rất đẹp. Vô Cực Thiên Tôn không chịu nổi tim đập nhanh, trán hiện ra ngọc như ý, sắc màu lưu ly, bảo quang ẩn mà không lan tỏa. Vô Cực Thiên Tôn sợ bị nguyên tháp phát hiện hơi thở rồi tấn công mình. Nguyên tháp tập hợp 8 tiên thiên pháp bảo lại, khống chế uy lực 8 tiên thiên pháp bảo hợp nhất lại, lại cộng thêm lực lượng bản thân nguyên tháp này, một kích kia phải nói là hủy thiên diệt địa. Vô Cực Thiên Tôn nhíu mày suy tư: Đế Giang làm sao mà ngăn cản đấy? Dù Đế Giang mạnh hơn bây giờ gấp trăm lần cũng sẽ bị oanh giết ngay. Thế nhưng đại đạo nhân quả của ta cảm ứng được 8 tiên thiên pháp bảo, nguyên trung, nguyên tháp, nguyên đỉnh sẽ bị hủy diệt trong kiếp số này. Tầng hư không thứ 9 chuyển ra tiếng gầm kinh thiên động địa: Mở cho ta! Vô Cực Thiên Tôn, đạo không đạo nhân vội quay sang nhìn, Giang Nam rơi vào vòng vây chí bảo tiên đạo, bị đánh trong người đầy vết thương. Cùng với tiếng gầm, thân thể Giang Nam biến lớn, đinh thiên nguyên thung cũng to ra theo. Một người, một cây gậy nhanh chóng to ra, đỉnh thiên lập địa. Thân thể to lớn vĩ đại vượt qua đại điện đạo quân quả vị. Đại điện khổng lồ rất nhanh chỉ đến eo Giang Nam, dưới chân hắn, mắt cá chân của hắn. Trong đại điện đạo quân quả vị, Vô Cực Thiên Tôn, đạo không đạo nhân rất ngạc nhiên. Đạo không đạo nhân nhíu mày nói: Biến lớn như vậy có ý nghĩa gì đấy? Không ngăn được một kích của nguyên tháp sẽ bị đánh nát thôi. Lúc bấy giờ Giang Nam giống to: Tiên đạo, người muốn diệt ta, vậy đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Giang Nam hô đinh thiên nguyên thung, gậy quét màn trời. Tầng hư không thứ 9 bị lật ngược, hỗn độn hồng mông chi khí cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống như con sông đổ ập xuống tầng hư không thứ 9. Giang Nam mặc kệ chí bảo tiên đạo đánh vào người mình, hai tay ôm đinh thiên nguyên thung, mạnh mẽ khuấy màn trời tầng hư không thứ 9, khuấy nát màn trời. Hỗn độn vô tận rút xuống, rơi vào tiên giới, đè sập tầng hư không thứ 8. Hỗn độn hùng dũng như nước lũ tràn vào ổ chuột, từ bên trên rắt xuống, nghiền nát tầng hư không thứ 8, đè tầng hư không thứ 7. Vô Cực Thiên Tôn, đạo không đạo nhân kinh kêu, đứng bật dậy, ánh mắt ngạc nhiên và khó tin. Tầng hư không thứ 8 bị hỗn độn đè sụp, trong quan tài đen truyền ra tiếng cười to: Giỏi, làm giỏi lắm. Tiên đạo muốn giết ngươi thì ngươi dẫn hỗn độn đến diệt nguyên thể đại tiên đạo. Làm rất tốt, vậy là tịch diệt kiếp sẽ bộc phát trong thể đại tiên đạo, ta có thể xuất thế được rồi. Các quan tài đen chấn áp xác của tịch diệt đạo nhân, bây giờ gã rất vui vẻ, không kiềm được cất tiếng cười to. Tịch diệt đạo nhân còn khen Giang Nam, người đã rình rập gã 17 năm hỗn độn. Tiên giới nói lớn thì thật lớn, nhưng so với các thời đại tiền sử thì vũ trụ thời đại này nhỏ xíu xiu, thua xa thời đại chú đạo. Tiên giới ở trong hỗn độn như một trái banh trong hỗn độn vậy. Giang Nam đâm thủng tầng hư không thứ 9, khuấy chọc làm cho lỗ hổng càng lúc càng lớn, đương nhiên hỗn độn sẽ nghiền áp. Không chỉ Vô Cực Thiên Tôn, đạo không đạo nhân trợn mắt há hốc mồm nhìn, các đám cường giả khác muốn rớt cả trong mắt ra. Hỗn độn đổ ập xuống nghiền áp tiên giới, chuyện khủng bố biết mấy. Lực lượng này làm vách tầng tiên giới như vỏ trứng, nhiều chỗ sụp đổ, tiên giới hoàn toàn tan vỡ, bị hỗn độn hồng mông đè nát đi, nguyên thời đại biến thành hỗn độn. Ma Kha Thiên Quân nhỏ giọng nói: Huyền Thiên, ngươi muốn làm gì? Ma Kha Thiên Quân trí tuệ ngút trời, rất tự phụ, thế nhưng bây giờ nỗi lòng hỗn loạn, đầu óc trống rỗng. Hỗn độn phá hủy tiên giới, hết thảy sinh linh không sống được sẽ bị hỗn độn đè nát đi, tiên đạo không tồn tại, tịch diệt kiếp sinh ra, mấy thiên quân cũng khó trốn thoát được. Mặt Thần Mẫu Đạo Quân không còn chút máu, cao giọng quát lên: Huyền Thiên, ngươi hủy diệt tiên giới sẽ không chết tử tế được đâu. Huyền Thiên, khốn kiếp à, ngươi quá ích kỷ rồi. Vạn Chú Đạo Quân đang áp chế năm chấn đạo đỉnh, trông thấy cảnh tượng này nổi hết da gà, bỏ mặc năm chấn đạo đỉnh, gã tức giận nói: Giáo chủ, người dẫn hỗn độn vào là lưỡng bại câu thương, hết thảy sinh linh sẽ chết vì ngươi, khốn kiếp mà. Ngọc Kinh Thiên Quân không giành đại chiến, quay đầu bỏ chạy, hét lớn: Huyền Thiên,
Ngươi làm ra chuyện diệt tuyệt tiên giới, táng tận thiên lương, trời đất không tha, sẽ bị trời phạt. Đám người Thái Nhất Thiên Quân, Càn Nguyên Tiên Đế, Mông Tuấn Thái Tử kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Bọn họ không dám ở lại, vội xuống tầng hư không thứ 9 hạ giới, nỗi lòng rất hoảng loạn, không biết làm sao. Giang Nam đâm thủng tầng hư không thứ 9, dẫn hỗn độn hồng mông ùa vào, đè nát tiên giới. Tiên giới sẽ nghênh đón tận thế, tai họa diệt thế, không ai trốn thoát được. Tất cả sinh linh, trừ lão quái vật trong vô nhân cấm khu ra, còn lại sẽ thành mây khói, sẽ chết sạch. Đám người Càn Nguyên Tiên Đế là bằng hữu tốt với Giang Nam, bây giờ cũng kinh hoàng, cảm thấy tận thế sắp đến. Huyền Đô Thiên Quân lẩm bẩm: "Giáo chủ sẽ không làm chuyện như vậy chứ?" Càn Nguyên Tiên Đế tức giận quát lên: "Huyền Đô sư huynh, đến lúc này rồi còn bênh hắn sao? Hắn gây lớn chuyện, to đến nỗi nhét chúng ta vào cũng không lấp đầy được. Các ngươi hay nói ta thọc gậy bánh xe, ngươi nhìn đi, nhìn xem, ai mới là kẻ thọc gậy bánh xe đấy? Hắn còn quá cha ta kìa." Từ Hạm Tiên Hậu dứt khoát nói: "Hai người đừng gây nhau nữa đi, bây giờ quan trọng là mọi người đồng tâm hiệp lực, nhân lúc hỗn độn chưa hoàn toàn hủy diệt tiên giới, hãy di chuyển sinh linh tiên giới đến tam giới đi." "Chúng ta không cứu được toàn bộ sinh linh, được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi." Huyền Đô Thiên Quân khẽ thở dài: "Tam giới cũng không giữ được, ngay khi tiên giới hủy diệt, dư uy chấn động từ hỗn độn nghiền áp mạnh mẽ ngang ngửa với tiên thiên linh báo, dốc sức đánh ra một đòn, tam giới cách tiên giới quá gần sẽ không chịu nổi." Đám người Càn Nguyên Tiên Đế rất rối rắm, không biết phải làm sao.